Xin chào quý vị và các bạn. Sau hai ngày mưa lớn diện rộng gây ngập úng và sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân miền Bắc, thì từ hôm nay 25 tháng 7 mưa có xu hướng giảm nhanh tại đây. Trong khi phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ mưa còn diễn ra giải rác về chiều. Cụ thể ở miền Bắc hoàn lưu sau bão số 2 suy yếu nên mưa chỉ còn diễn ra giải rác về đêm và sáng, tập trung ở các tỉnh thành tây bắc bộ. Còn trưa chiều còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất toàn vùng trong khoảng 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Với các tỉnh Trung Bộ, mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi về chiều tối. Trong ngày trời nắng nhiều, với cường độ và thời gian nắng có xu hướng tăng dần mỗi ngày. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay dọc dài đất miền Trung phổ biến từ 32 đến 35 độ. Nắng nóng xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Tây, các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Đời gió Tây Nam trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không còn mạnh mẽ như những ngày vừa qua, nên cả hai khu vực ban ngày trời còn nắng gián đoạn và mưa rông xuất hiện rải rác về chiều tối trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Về nhiệt độ, nhiệt độ cao nhất tại vùng cao Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ và từ 30 đến 33 độ, có nơi sấp xỉ 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Trên toàn biển Đông, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ mạnh, gây biển động. Ngoài ra, tại đây có mưa rào và rông rải rác, tập trung nhiều hơn ở phần phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông khiến tầm nhìn xa giảm và trong cơn rông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió rất mạnh. Thời tiết và tình trạng biển không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đến với thời tiết của thủ đô Hà Nội, tại đây còn nhiều mây, có lúc có mưa tập trung trong sáng và đêm nay, còn trên chiều tạnh giáo, có nắng với nhiệt độ cao nhất đạt mức 31 đến 32 độ.